Hello cả nhà. Hôm nay Lúa sẽ đưa anh Bảo, anh Quốc, anh Bình đi vô đồng hái mớ rau về. Anh em có mớ lương á, về mình làm lẩu nha. Sau một năm trời, anh Bảo trở về chơi với anh em Lúa. Hello anh Bảo. Hello. Anh Quốc. Hello. Anh Hợp, Ba Sông, anh Tú, anh Bình. Bây giờ mình vô mình kiếm mớ rau về mình ăn lẩu nha cả nhà. Vô đất nhà mình. Quá xịt tin. Một năm trời hả anh Bình? Một năm đúng luôn. Đúng một năm luôn á. Ở bên đây là bắp. Mình trở lại vườn nhà mình nha các bạn. Đỡ gói vôi nó cắt vô mình ngứa nha. Chiều rồi các bạn ơi, 5 giờ mấy rồi. Năng lượng anh Bảo. Đồng lăng này suốt tét suốt bánh tráng cuốn vô à. Đậu băng lăng này nè các bạn biết ăn cái gì là hợp nhất không? Cái này là bánh xèo. Băng lăng non đó cả nhà. Nhiều lắm. Đây nè. Ông chú ông chồng mé này nè. Rồi mình mé cái rải ra đó non, mé này là nó non à. Cái gì vậy? Một người qua thôi nó gãy á. Anh Bảo, anh Bình anh tưởng độc thiệt á. Tôi không té mà, nhưng mà anh Bình té mới kỳ á. Đi té là thường ngày luôn hả? Bình tới vườn nhà đó cả nhà. Bên nào? Cẩn thận anh Bình ơi. Mình tới vườn nhà nha. Trời ơi, tắt bảo mê. Bảo mê tắt mới lại gì không? Quậy nước tắt uống. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ông má nó chín rồi đó. Bé cho già. Đây là thu hoạch trái rồi đó anh Quốc. Nó ra độc non rồi, chuẩn bị ra bông nữa nè. Ừ, 1 ký tắt uống luôn á. Dễ trồng lắm. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái vùng đất ở đây á trồng trồng bưởi không có hợp á cả nhà. Bây giờ mình bưởi nó hư mình chuyển qua mít với cốc. Nói chung là mình xoay chuyển cái nào không được thì mình chuyển cái khác liền. Bên đây là chanh. Chanh thì năm nay giá rất là cao. Mít trồng đất này nó tốt lắm cả nhà. Đây nè. Mít Thái nè. Qua đây. Đây là mình người ta hát cái này nè. Cái mít bây giờ hiện tại là cái 35.000 một nhánh. Mình phải chiết cái nhánh này bỏ. Đang mình lấy cái thân này nè cả nhà. Thân này là mới quan trọng. Mấy cái trái nó bị ngã mà qua màu vàng nó chín rồi quá. Ăn uống nước mới nhiều thơm. Ừ đúng rồi, chính xác luôn. Tại vì thu hoạch rồi đó anh Bảo. Ừ vậy hả? Hoạch rồi mà trái vậy đó. Wow. Bảo ở trên Sài Gòn không có hả, chạy ra mua một lần 1 ký về uống luôn á. Em không biết Sài Gòn nhiêu ký chứ ở đây có 8-9 ngàn ký. No, Sài Gòn mấy chục ngàn, 35-40 gì đó mà vậy mình nó có bằng mà mình hái nó uống nó ngon tươi phải không? Ừ. À còn trái gì nữa à? Bà xong chưa anh Hợp? Đợi đăng kìa. Đây kiếm mới tới tượng ăn cái cốc rồi à, cho muốn. Bảo trái này nước nhiều lắm nè Bảo. Anh Quốc, làm thử cho anh Quốc. Cái gì anh vậy? Nè. Anh bao anh luôn á, ăn đi. Ngọt ngay hả? Ngọt ngay rồi, trầm thái rồi, trầm thái. Trầm thái ngọt ngay luôn hả? Không sao. Cốc này mới trầm luôn á. Đây có cái giống tắc thái ăn ngọt ngay là sao ta, không hiểu á. Ở bên nước ngoài á. Ngon. Cái cây trái gì mà bên này anh Hòa hẩm anh đưa cho em coi anh Bảo. Tắc ngọt ngay luôn. Ngộ thiệt chứ. Ờ cái nó ngọt à ha. Không biết sao mà nó tắt ngọt. Cái này cũng ngọt đó nè. Thiệt giá màu chua lắm á. Thiệt quá ngọt cái à. Nè anh Quốc, anh Tú Quốc thử à. Để anh thử trái lên coi nè. Ngọt ngay à. Ừ. Dám nè. Ngọt ngay các bạn. Dụ. Trời ơi làm đi tôi không biết vậy không. Đáng kèm rồi cái mặt méo gì. Giống gì. Anh Hợp đang hái tư tưởng nè. Ừ. Đây, bà giao tư tưởng cả nhà ơi.
Đây các bạn, mình hái mình lấy cái cộng như vậy nè. Cái bông cũng ngon lắm anh Hợp. Bông. Ừ, hái luôn. Đây. Đó. Lúc mà nó chưa nở lá gì mới ngon nè. Bông. Bông. Đó. À, cái nó tươi rồi. Yes sir. Này nhau cây tượng nghe cả nhà. Kìa trong kia kìa. Kìa kìa cộng nó quá trời ngon luôn. Đi đâu có cần đi chợ đâu ha. Lấy mình đang đi chợ mà. Bảo ốc nè. Thôi để mình mốt á. Ốc này luộc ăn với đậu nhân lòng ngon á anh Bảo. Dễ hả? Nên đi chợ đồng. Xong rồi. Xong ơi. Xong ơi. Anh Hợp làm gì vậy? Xong ơi. Mình gì nghe ít ít rồi. Hái làm tụt tụt á, anh đâu có địch đâu à. Ai hỏi địch tại đâu. Tại nó kêu kẹt kẹt mà. Có ai kia có ai hỏi đâu mà. Tự khai luôn ghê nha. À, lựa cái lá nào mà đừng có nở á. Lá này nở quá vậy. Nở quá nó còn hơi cứng á. Đây nè các bạn, bưởi nó trái bình thường nhưng mà nó ra đọt cái nó xanh hết trơn à. Ngộ thiệt. Tại vì ở đây á, lúa trồng á, là lúa không có phân thuốc gì hết á. Để mấy anh chị về gửi người chút đỉnh á. Nên không có phân thuốc. Mà sao đất ở đây nó không có chịu. Mình phải sử dụng thuốc thì nó mới ấy. Như chỗ này nè, cái cây này tốt nè. Trồng mới cốc nè các bạn. Rồi non rồi kìa, như vậy mới đã nè. Ở đây nhiều lắm anh Bảo ơi. Nhóc kìa. Như vậy mới đã nè, nó cái đà cong nó còn mũi nhọn vậy nè, mới ngon nè. Xong giỏi quá. Nhóc trơn. Thì mới đã đó. Xong vậy mới cút á, cút chớp luôn. Nó lòn lòn. Hay vậy ta, xong mò được chỗ này hay vậy ta. Xong bữa nào là chỗ mấy anh em mà. Vậy hả? Bữa nào lên ruộng mấy cái này gì bò ăn nó lắm mạnh rồi xong. Ủa cái cỏ gì nè, cái cỏ mai, cỏ gì? Có dao diệu nhưng mà dao diệu lông. Dao diệu đúng rồi. Bò ăn dữ lắm. Ủa sao nó coi bông quá vậy ta? Dao diệu nó vậy đó. Dao diệu này dao khác dao kia. Hả? Đây nè, có dao dừa nữa nè. Đâu? Hai mấy dao dừa đi. Dao dừa. Ồ vậy à. Dao dừa ăn mắm là thôi, hợp lý. Nấu mắm không mình mua nhớ không? À, cái này ngon. Này lon hèo luôn nè anh Bảo. Nông. Lon hèo luôn à. Bỏ đây nó. Nó gần dao dừa. Non không anh Bắc? Non. Bắc ơi. Ờ. Dao dừa non không anh? Non với không. Ăn mắm là hết sảy luôn cả nhà. Mấy cái độc. Non cái này hợp bức này để anh bức tắt cho. Là phải dưa nắng mình uống cho giải nhiệt. Ờ, ngon lắm, đã thơm. Mà chơi chín nó ngon. Chín chín nó mới thơm. Nó mèo anh Hợp. Ừ. Nhắc nghe kìa, cọc 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 nè. Cọc cọc là già đó. Nè, nè, hai ông Bảo nghe cọc cọc nè. Dạ. Lon cái nó lon á. Nó giòn á. Nó lon. Nó lon thì khèo á. Đâu nữa là Bảo. Hả? Lon nghe quá, anh Bác. Anh bắt em dù rồi đó. Bẻ cái đó luôn đây Hợp. Cho nó ra đập con là bẻ ngang cái đoạn. Ngắt cái đoạn luôn. Ừ. Bây giờ em sẽ chỉ anh Bảo một cái điểm này rất là đã. Vậy hả? À, các bạn theo dõi cái clip mà chỗ này nha các bạn. Wow. Đưa anh Bảo ra đây với anh Bình với anh Quốc ra đây chơi chỗ này rất là đã nha. Còn hơn ở Sài Gòn nữa nha. bí mật. Các bạn nhớ theo dõi nha. Chút xíu nữa nha. Không cho biết bây luôn. Giờ nhiêu đây là mình đủ ăn rồi. Không cho biết luôn phải không? Dạ. Đây hả? Rồi, mình đi. Mình đi ra kia nha. Mới cho muốn bây giờ muốn chỗ đó có luôn. Ừ. Rồi đi nha các bạn. Ngon quá, không có chỗ không? Đang lột. Chụp lên chạy vô con chạy. Cái đường đi dài cái chỗ đó bây giờ có chuột các bạn ơi. Mới làm được con chuột con rắn ơi. Quất luôn. Chơi luôn các bạn. Dẫm đó. Ê con chó nó khịt đây nè. Đâu? Con chó nó đang cơ đang mổ đây nè, đây nè. Con chó nó đang khịt ở đây nè, chắc cái vòng vòng này nè. Đi, chưa đi chứ là có chuột các bạn. Không, con chó nó khịt ở đây nè. Có gì, con chó. Ủa, chó nằm đúng ta. Ôi, nó làm cái gì. Chó săn của tụi em mà. Huấn luyện từ hồi nhỏ giờ đó. Chó này chó phú quán có bảo ta đó. Con đó đâu hả? Con
cái kỳ cho mình. Có xí phải không? Ừ, có mưa không? Có đường nó tẻ không? Xíu chân rồi, không biết còn làm gì nữa. Thôi trả lại đi, mình đi chỗ đi chỗ bí mật cho ông Vũ nói đây. Đi, đi. Vô đi, ông bảy chút xíu tới à. Chuột chà bá vô con rắn luôn các bạn. Hello. Tăng một nha. Lè lè lử nè. Rồi mày đi thẳng cái chổng nha. Chuột này dữ lắm, nhiều luôn rồi. Mà cỏ quá. Đất này cỏ nào giờ mà. Ừ. Rồi ơi. Ăn vậy có vậy. Lâm luôn cũng cầu tha đó này. Chuột ăn cái gì anh? Ừ. Mặt trời. Bấm ếch ha, ngon chuột kìa nè, xuống nè mình đào. Đâu chuột đâu. Lăn lừ luôn nè. Quá đẹp. Ăn này bỏ chám lại đi. Mời vô thử hết hai chục đây nè. Đâu. Quẹo hôn đẹp không các bạn? Đâu biết. Sao biết? Biết. Đây nè, đây nữa nè. Rắn lừ luôn nè, thấy không? Bữa hôm tụi em bắt rắn vô này nè. Rắn chuột kia này nè. Nhát rác luôn nè. Là mới hả? À, nó láng cái hang này không có anh ơi. Giống hang cùng quá vậy này. Đi. Đi. Nãy hái được mới rau mình đi vô trống. Dễ anh Bảo ơi. Sâu lắm mà. Đào nó mới được. Vậy thật thua. Cái này có bột nổi vậy trời. Ở đây cắt cho bò ăn nó đã. Con nhà ai nè. Các bạn biết chỗ nào không? Cái đó là một cái mương rất là trong. Bên kia kìa, bên kia mương nào bạn trong mấy trong. Đây là cái hồ ở ở miền Tây của mấy em này cả nhà. Trời, cá dữ thằng xong. Nó còn nhỏ. Mương này ở mương bên kia. Ờ mương này cũng trong nè. Cái nước trong là cả nhà. Trời ơi chó kìa. Thấy tao với mày tắm, tao với mày tắm. Trời ơi, cái ông tông hơi ghê. Ghê cái ông tông trời. Ôi trời ơi. Cái nước ở trong kìa. Wow, nó còn nước cục nữa. Đây, con gì kia? Nó. Cái hành tông nó vậy? Ờ, ốc quắm nè. Ghê vậy. Nó quẩy chút xíu rồi. Xong. Quắt lại coi cá rồi. Nó sống lại rồi. Cá gì vậy? Đâu đâu? Ốc quắm là bạp thôi anh Bảo. Anh Bảo, cá gì anh Bảo? Anh Tú gặp gì anh Tú? Anh đập được lại cái gì anh Tú? Cá coi cá gì anh Tú? Đây nè. Vậy mà anh má ai sáng không? Sáng, đông. Cái gì anh Tú? Cái gì? Cá lồng tông cá này kia. Bên kia bự hơn à. Rồi bên kia đây. Bên kia đây. Đi đâu qua bên kia được. Đi. Cái nhỏ hả? Cái vỏ, cái vỏ. Vỏ. Để đi ngồi mình về. Rồi nước dép luôn, nước dép luôn. Chó nó bay. Ủa dép ở đâu đâu rồi? Đi đường nào quá xuống đây nè, lậu luôn, lậu luôn hả? Bay vô luôn anh Bảo, không nổi vậy vậy bay vô luôn, bay vô đã nó đi cái nó tường ra vậy là sao kệ đó, nằm lên chết queo rồi, đã nó đi bay vô luôn. Ê lúc mới đậu dữ rồi kìa, lâu lên. Hello cả nhà, qua mình tắm nha. Cú nhảy quặng một nè, cú nhảy quặng một nè. Bay vô. Qua luôn cho các bạn. Nay mình tắm xong luôn. Qua luôn. Rồi xong như vậy. Sâu lắm á. Trời. Nước này trong lắm. Dài dài lắm cái lỏng à. Thôi ngồi nước kìa. Anh Bảo biết cái cây này cây gì anh Bảo? Súng. Không phải súng. Không phải cây gì? Dao chàng. Vậy hả? Sao nó giống súng quá vậy? Dao chàng nó giống như họ súng vậy đó. Cừ. Ê, dao trước nhà lúa đừng có xô lúa nha. Vô lúa hết pin luôn á. Trời ơi, dao muốn nó non anh Tú ơi. Không? Không có lá luôn. Ủa, các bạn. Ơi chuột chuột chuột. Chuột đâu? Chuột đâu? Chuột đâu? Chuột tôi. Đâu đâu đâu. Ở
Dầm 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 chuột chuột. Chuột đây nè. Chuột đâu khé. Đạp đi đạp đi đạp đi đạp đi. Nặng hay không? Nặng khó chơi lắm á. Ngờ anh hợp. Nước trong khe hả? Mình quậy nãy đục ngậu trơn rồi. Đây nè, cái hồ ở miền Tây của em nè cả nhà. Của em. Nó chạy lắm tiêu rồi. Phải không? Mình tắm đây được rồi. Trời ơi nó đẹp quá các bạn. Anh Tú đi cái cỏ quơ quơ quơ. Giờ ta phải hái miếng rau muống mà trước ngay cả nhà. Đây có rồi, đây quốc tố trời nè. Trời trời. Trời ơi. Đã quá. Anh Bảo bay đây, anh Bảo. Bảo bay, bay nó bắt giò lại. Đi, anh Bảo bay xuống coi chừng kẹt chặt giò nha. Lỗ kẻ nhóc chân á. Đây, tới em. Phá, phá, phá. Xa quá. Nhảy cái vườn vô á. Bấm á, bấm á, nhảy cái bấm á. Xa quá. Anh quá. Hello, hello. Ta là gió bộ to đó hả? Đó, kim cho nào thật không. Đó rồi, tắm này giờ hết nước rồi. Xuống anh Quốc. Chút xíu nữa anh Hy với anh Dương qua. Trời ơi trời. Bắt trên cả cây số nhảy vô ăn bầu luôn. Bắt trên thì một cây số. Ồ quá trời tụi tụi bay nè. Trời nó cơ giờ bắt trên đã rồi nhảy vô ăn bầu luôn. Quá bay không nổi. Quá xa rồi. Ở đâu muốn hạ kìa. Tôi thấy tôi nhảy không nổi. Ờ giờ muốn cái non rồi cả nhà ơi, không có một cái lá nào luôn. Quá ngon cả nhà ơi. Cái này đâu ăn được hả? Không. Không, có dâu tràng mà. Dâu tràng gì á. Muốn tắm quá cả nhà ơi. Miền Tây mến yêu, yêu dòng sông, yêu cá ruộng đồng. Ê, dông ở dưới nhóc trơn kìa. Vậy dông ở dưới hả? Dông là vậy? Dông. Ở dưới nước nó chuột chuột lên đó các bạn. Ồ rong hả? Trời ơi, dông tưởng con dông. À đây. Lội mau mau lên, lội sao nước đục không à? Đục đâu à? Cái này không được. Tắm bên này. Tôi muốn bơi. Em muốn bơi ra đây, em muốn bơi. Cháu này sâu nè. Sâu quá, cháu nó sâu quá. Ôi mắc cười ông Quốc quá trời. Bắt chớn niệm chạy số. Nhảy cái bụng khác phía bần. Dạ các bạn, giờ muốn này con nào mấy non vậy nè. Ai thì có mấy cộng à. Mấy cái tủ với viên à. Viên hộp hái hết rồi. Anh xong em không biết lòi. Biết lòi hả? Anh cái mày đâu. Ông biết lội hả mày? Giờ biết lội rồi đó. Tập bơi không? Tập bơi không? Tập bơi không? Tập bơi không? Anh Tú tập bơi cho kìa. Biết không? Tú kìa. Tú vô tập bơi trong hộp Tú. Rất biết lội rồi Rất. Hai ba người nào không biết lội đi về tập bơi rồi ơi. Rồi anh em mình hái mới rau mình về để mình ăn lẩu cả nhà ơi. Gì hả? Gì? Ông ngồi đi cái ra muốn thịt cạp vậy khách khách ơi khách ơi đâu rồi đâu đó khách ra nè chung con kẻ nữa rồi tự giờ nó mò ngay đó đó vậy là chụp lâu đó đó vô hang rồi mình đâu bắt được không lỗ kẻ bự quá anh Tú ơi mày cắn mà nè lỗ kẻ nè anh Tú xuống mày cho xuống đó bây giờ đó thì con này sao vậy ạ? Mấy con bệnh bỉ rồi. Cái anh Tông ghê thiệt chứ. Quá trời nè lúa. Nước trong vắt luôn ha. Trời, nó ngấp đằng kia. Nó xì chân kìa. Trời đất ơi, cái gì vậy?
anh Bảo, ô lộng anh Quốc. Mình cũng lớn tuổi rồi, mình đừng xì tin quá nha. Dễ thương đó các bạn, trẻ trung lắm này nè, lên không nổi nè, đó giờ đó. Kéo lại cá lên. Đó, đó, kéo lại cá lên. Ủa, bắt chớn ghê lắm, bính thử trong đây nè. Bắt chớn. Vậy cái đụng sát bên. Đây nào, đâu lột kẻ này nào ơi. Quá dữ. Nhảy trên bờ luôn. Sặc nước luôn rồi, sặc nước rồi. Sặc nước rồi. Tưởng nào nhảy, trên bờ luôn. Tưởng nào nhảy. Tụi phở, mới chạy đây không? Chạy đây. Chạy đâu? Dân chết đây. Lộn rồi các bạn ơi, hay quá. Thấy chưa, đã nói rồi, thấy nó khịch khịch đây rồi. Đâu xong, đâu xong. Trời ơi, nó bự kìa các bạn ơi. Thấy qua đây. Nói chung mà mấy con chó này hay thiệt chứ. Nè, anh Bảo. Đi vào đây, rồi liên trở lại. Nghe nó thích chó đâu. Chó từ dạ, rồi. Bá luôn à. Hay quá dữ, quá dữ. Thôi anh em mình về đi. Dài dài có con chuột nào mình bắt nha. Rồi mình về mình nấu rồi cả nhà ơi. Chào cả nhà, bye bye. Chút xíu nữa gặp lại. Chút xíu gặp lại. Cả nhà nhớ xem clip sau nha cả nhà. Cái nữa coi. Nữa hả? Quá. Ở chỗ này thì gọi nó đã nè. Em muốn làm siêu nhân mà em bay em chụp chuột lại hột lắc á. Có thể giờ không ai bay qua tổng trường. Bay cái dính luôn. Thì ra là bữa nay mới biết tại sao mà thấy cái con kinh xíu không dám nhảy qua. Anh chạy chắc xa lắm hả? Ở bất cứ xa làm vậy hả? Bờ mà con kinh nhà đứng có ngó hoài luôn nha. Chạy đi thôi, đừng có nhảy qua cái con kinh mà nhảy xuống kinh trước đi rồi qua kinh. Cái cười đau bụng luôn cả nhà. Bất chớ còn 2-3 mét bay ngay cái bờ. Hên là lọt ở dưới nước, cái lọt trên bờ là thôi rồi. Hãy xuống cái bông xuống. Vậy mà nhát, vậy mà anh mắc nhát. Nhảy cho bông xuống luôn. Xong mà hỗ trợ lấy giùm anh trời nước mắm không? Bây giờ mấy anh em lần quần hồi tối thù luôn cả nhà ơi. Bên đây mình bắt thêm 2 con cá tra nha. 2 con cá tra. Bên đây bông súng nè. Rồi mình kèm thêm mớ ngó sen nè. Rồi bạc hà nè. Rau hồi sớm hái quá trời luôn các bạn. Nè, nước mắm anh Tuấn. Anh Bảo thì đang nêm nếm cái nồi. Ồ, lẩu. Ăn lẩu nha cả nhà ơi. Nếu như mà tối nay mà anh em còn khỏe, anh em sẽ đi săn đêm nha. Cả nhà đón theo dõi anh em clip săn đêm nha cả nhà. Ok. Có thiếu gì không? Cái ba cây muống, ba cây đó mình sắp ra luôn. Sắp ra đây dỗ nè. Mình ngắt ra sẵn luôn đi quên. Thì muốn ngắt phải không? Đây bông có chân nè, có đường ướt sẵn rồi. Dạ. Chào bác, thầy mời bác. Ngon phải không? Thêm chút xíu đường vô thương phải không? Anh em cùng nấu cùng ăn nha cả nhà. Không thiếu miếng đường. Chua là ngon rồi đó. Thiếu tí đường. Chua là ok rồi. Thử đây Tốn thấy sao em? Được mấy anh ơi. Miếng đường. Thầy có thêm chút xíu nữa đi. Tại trong này em có dặn em gọi đó nha. Bây giờ mình xin mấy thả cá cái gì em lại. Bây giờ mình xin bao đi, coi người nào thắng người đó được anh em. Bây giờ mấy cái gái vô đi. Bây giờ mình theo như anh Bảo đi. Bảo không có, bây giờ bỏ cái vô đi rồi bắt đầu mình nêm. Không, bỏ cái đầu cá. Rồi, chắc này mình bỏ vô luôn mình nêm được rồi đó. Rồi nêm đi. Đúng. Nêm lên đó. Đúng 1 năm rồi cả nhà ơi. Người con hang 11 đại ca tôi về vui nữa. À cái lui rồi. Mỗi ông anh về để lại anh em lúa một kỷ niệm. Cũng có rất là nhiều ông anh về nè, anh Giỏi nè, anh Phước nè, anh Hùng nè. Rất là nhiều nữa, ông anh nữa, anh Tùng. Hai cái lùi nè. Anh Hưng. Hai cái lùi luôn. Mỗi ông anh về là để lối một kỷ niệm. Nói chung là nhiều người về lắm rồi. Mà mỗi lần về mà ghé anh em lúa là anh em lúa mừng lắm. Đúng không cả nhà? Yes sir. Anh gì? Anh Thương nữa. Anh Thương nè. Rồi anh Giỏi nè. Anh Hợp nhắc anh hoài luôn anh Giỏi ơi. Anh Giỏi với anh gì? Anh Phước. Anh gì trên Châu Đốc hả? Anh Phước vậy đi với anh Giỏi với Châu Đốc. Anh Giỏi, anh Phước. Anh Giỏi. Nhớ mấy anh quá à. Nó ngọt kinh khủng khiếp. Anh An. Nếu mà rảnh rỗi về có thời gian này ghé anh em lúa chơi nha mấy ông anh, mấy bà chị. Ngon lắm cả nhà ơi. Là trời đúng. Lặt mà bị nhót nữa hả? Nhót. Anh em ăn nó bụng rồi xong cái đi săn. Bụng rồi trời vô. Săn đêm lâu lắm rồi không đi săn nha.
cho nó đỡ hao ra. Đúng rồi. Xong cái này anh em mình dọn ra. Xong rồi. Không, chết. Rồi được rồi Tú. Cái đó bỏ vô thau, bỏ cái tô nhỏ đi em. Dọn lắm cái đầu lẩu này rồi cả nhà. Nè. Hai con hai con. Hai con cá. Wow. Cá cha nha. Cá cha nhà luôn. Cá cha này là cá cha của anh Kỳ mua tới bây giờ còn anh Kỳ ơi. Anh Kỳ, anh Kỳ. Cái, tên chị Lê phải không? Dạ. Ủa, em ăn cá qua nhanh Kỳ. Chút ngoài đã. Chưa lâu, chưa lâu. Nó xoay chút nữa. Cá bác đánh dĩ một lần bắt bằng cầm tay bây giờ là 2-3 kg hết rồi. Mỗi lần ăn cá là nhớ anh Kỳ nha. Chút xíu anh em cùng thưởng thức đây. Có sâu cái nữa rồi. Em đem nay đầy sao luôn rồi. Đi săn mới đã đó. Đó, ăn xong rồi đi săn đi. Thì thôi anh. Tan tan tan. Mời đàn gái ra nhận công quả nè. Ăn cơm luôn cả nhà ơi. Cơm. Anh Quốc nãy tắm xong đã anh Quốc. Anh Dương mới qua nha. Hello. Hello, mời cả nhà ăn cơm nha. Wow. Xong bưng cái gì sao không? Cơm. Cơm. Nếu này là đâu được. Không được quan. Mời cả nhà nha. Ủa sao cái này nó xúc lại? Đợi đó, cho lấy đầu chim tên đây. Sao một năm là anh em đây đoàn tụ. Trong trong nó lên chúng ta xong cái quạt mai. Chim lên để nó cháy cái dáng anh ạ. Có cục đá gì á. Đúng rồi. Quá đã các bạn. Bây giờ là anh em phải hưởng thức thôi. Lấy cái mập này ra đi. Lấy cái mập nó ra đi ha. Đá anh em mình đót bụng xong cái mình đi săn đêm. Các bạn nhớ đón xem cái clip săn đêm nha, mà không biết có gì không đây. Lâu lắm rồi anh em mình không đi săn đêm anh Tú. Lâu lắm rồi ha. Lâu lắm rồi đó, tính giờ cũng năm mấy. Tốt. Trời, căng. Cái dụng cụ của mình đó. Tao đi chiến chén như vậy đó. Mà quẹt anh Dương rồi. Để lấy cái dĩa đó mình sớt mày để hai bên ha. Tốt vậy mới lên. Để gì ra chính giữa luôn anh Tú. Ờ trên con thuốc đó có quẹt không ạ? Đúng rồi, hình như đó. Bên đây này, bên đây nè. Kìa, trên đó kìa, trên đó kìa anh Dương. Ờ, đúng rồi. Ủa, không quẹt đâu? Đó, có đó. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mời cả nhà ăn cơm cả nhà ơi. Làm cho chén cơm cho ấm bụng. Rồi để cái nồi đậu lên. Quá ngon, quá ngon. Anh Dương mà đem một cái thùng bành kia luôn cả nhà. Ngày mai mình chơi nha, mai mình vô trò mới chơi nha các bà con ơi. Cây nhà lá vườn. Đây, được một chỗ cắt cơm nè. Cảm giác bữa nay sao anh Bảo với anh Quốc? Anh Bảo đây, Bảo đi. Anh Bảo, anh Quốc, cảm giác làm sao? Quá ngon. Quá vui ha. Quá vui. Mà ít có thấy mấy rau cải này ở thành phố thiệt. Khổ như thế. Thử anh Bảo. Thử con. Nhắc đến anh Quốc là phải nhớ cái món giò muống bắp gỏi. Cá kho lạc. Cá kho lạc. Anh Dương bằng công chuyện nên qua trễ. Mấy anh em là đi lên trước anh Bảo hết trơn luôn cả nhà. Có mấy người chơi một bó đũa. Anh Bình là bạn thân của anh Bảo từ lúc mà nhỏ tới giờ. Khi nào mà rảnh á vũ anh Tuấn xuống chơi anh Bảo. Tuấn này Tuấn. Cháo. Cùng thưởng thức. Cái này chắc phải 4 chén tới 5 chén. Ở kế bên có đám các bạn hơi ồn tí xíu. Mấy anh đang nhậu quá. Đúng rồi. Mời cả nhà nha. Cái này lún mình lún đỏ này vô đi. Đây. Bốc khói. Đúng là lươn đồng. Này đúng là lươn đồng luôn á. Hai nó lươn cũng bự luôn. Này giống giống với món nhiều quá. Không bự ngon à. Lươn là lươn đồng chánh cống luôn á, tụi em bắt á. Tú lúa bắt. Chừa cho tập trưởng với anh Dương nè. Nè anh em bắt nè. Các bạn,
Dẫn luôn. Cái đuôi con lươn đồng nó khác con lươn nuôi nha các bạn. Nè, cái đuôi nè. Đuôi nó dài. Nó dài lắm. Đó, nó dài chót kia nè. Còn con đực nó sao? Đực nó bông mà. Nó bự. Con đực cái đuôi nó bự nó ngắn. Nhưng mà nó bông. Cái đuôi nó cái đuôi nó như đuôi cá trê vậy đó, bành kia chà bè. Bành kia luôn các bạn, lươn đồng bành kia luôn. Nó rau này ngon. Đó, cái này cũng bự nè. Ngó sen để vô đây để hồi không chín. Ngó sen nó cũng ngó sen này nhỏ hơn ngó sen mình đi nhổ năm ngoái ha. Nhỏ. Má giờ mình tưởng còn trúng ma không à? Má giờ mình tưởng còn muốn trúng ma không à? Nè, con cái này khác nữa là... Ừ, còn con súng nữa nè. Con súng của tôi. Con súng giờ mình bóc mình để ra ngoài đi. Để đây nè, để đại xuống đây nè. Xong bóc đi. Quá nhiều rồi. Quá trời rau luôn rồi. Rau Minh Thiền. Nhận mấy con lươn xuống cho chín. Súng này nó mới ngon mà sao còn nhỏ nhỏ vậy ngon nè. Có không? Đấy. Bự quá nó cứng phải không? Bự quá nó... Chứ nó hòa miệng nó nhai nó phỏng mỏ luôn. Nóng lắm á. Sao anh Bình bữa nay đã không? Đã rồi. Bao lâu rồi không có được cảm giác đó? Cũng lâu lắm rồi. Giờ tắm lại sướng thiệt chứ. Nó có anh Bình ấy lúc trước đâu có tắm trong đầu như mình đâu. Ừ. Trời, nó lâu đi tắm trên tắm nào cảm giác đã thì. Tắm biển thì bình thường á. Biển nó bình thường rồi. Anh Bình cũng thường đi du lịch mà, chỗ này chỗ kia. Đúng rồi. Khoai cao thủ các bạn, chỗ nào cũng biết hết á. Cao thủ đường. Khoai được như ngày xưa á, cả mùa nước á. Nước có một cái vô anh vô mấy miếng đất ruộng, đất hồi đó đất ruộng dữ lắm. Vô một cái ngang đây là có miếng lúc đậu vậy. Ngã xuống cho nó lúc đi. Trời ơi. Xíu xíu mất sức đó mà tắm. Chủ yếu mấy con lươn á, rau về là chín ăn, ai sống sống ăn cũng giòn. Tao lươn chín rồi. Lươn nãy thì cũng tôi nói chín rồi. Hồi nãy mình thử rồi mà. Dạ. Sao sao? Sao tắm hồ ở miền Tây nghe thấy không? Hấp dẫn ha. Hấp dẫn không? Vui lắm phiền. Hồ Sài Gòn của mấy anh là xi măng không à? Ừ. Hồ của em có sịn nữa. Bụng. Có sịn. Bụng sịn. Biết sao bữa nay mũi nó không chết anh không? Không chắc cú luôn, nãy tắm ao á. Nên mũi nó không có nghe cái mùi nó chích mình. Nó quen cái mùi quê á. Ở dân quê hay còn anh mình. Chưa ông ơi, nhà mày đang làm nó mới. Hồi là mũi nó chích anh á. Rồi, chút xíu coi coi. Em biết chứ, biết lỗi. Nãy em biết lỗi. Mà bị sông trắng nước. Sông nó dại nãy giờ đó. Nó dại muốn chết luôn. Biết lỗi chưa? Tiếc rồi. Biết rồi. Ai biết lỗi gì đây mình tập lỗi cho nghe. Anh Tú tập lỗi cách khác. Coi ra trên clip trên mạng thời gian vậy đó. Làm khúc này, bè nè. Thôi vô đi, lên đường nha. Anh ăn con chuột. Thôi vô, lắm luôn á. Con chuột cơm hấp thơm. Ăn cơm nha. Rồi cả nhà nha. Mời cả nhà. Làm khúc với anh Bình. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ơi. Năm hả anh Bảo? Nó ngon. Năm hả? Đã quá trời, năm luôn á, mới ăn được chuột lại. Thử anh Bảo, ngon. Chút mập lắm. Và với lại nước á, ngon mấy con lươn lòng. Ngon thịt gà. Mấy ông anh về đây ăn chục được là tụi em mừng lắm. Rồi, thôi rồi, thơm rồi. Sao anh Quốc? Ngon. Quá trời sôi luôn rồi đó. Bớt lại. Rau kìa, rau đó, rau sạch lên. Bị hư rồi. Cho sôi đã đi. Cái giá giờ xong hồi nóng. Cái giá này cao rồi. Mời cả nhà ăn cơm, cả nhà ơi. Vô. Mời cả nhà vô. Ăn cơm. Ngồi quên nữa. Anh Kỳ ơi, quất con chuột nha. Hứa rồi đó. Mời anh hứa ra cha đi. Mời anh con mắt kìa, con mắt mới ngon. Con mắt cá cha là ngon nhất luôn á anh Kỳ. Qua, làm con lươn nha. Cũng lòng nha, khó kiếm á. Hâm gặp bài. Tính ra hầm mình còn cá nhiều lắm chứ, cá giờ bự nhiều lắm á. Sao sao? Hai mới xuống mò chút được hai con. Rồi cả nhà cái đầu con cá cha luôn đi. Béo nhẹ. Đó. À, lật lên. Đây, đây. Gấp ngược coi. Nè. Đây cả nhà ơi. Rất là ngon nha. Rồi cái đầu cá cha đó anh chừa cho anh Lu á. Anh Lu cái, anh Quảng cái. Thời gian qua cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, là ủng hộ anh em lúa. Còn rất là nhiều người không có gì chơi với anh em lúa rồi, nhưng mà lúc biết là mặc dù không comment nhưng mà lúc nào cũng ủng hộ anh em lúa.
Vô cả nhà ơi. Vô. Này nóng nở nè. Còn thiếu mười. Ngon lắm cả nhà. Quá trời luôn. Đấy còn cắt trà lâu rồi. Có thịt cỡ gần luôn. Chấm. Nó này nhá. Chấm. Vừa ngon mà vừa hấp dẫn nữa. Cái này cũng nóc cho nên quá. Thật không hả? Đó, thấy chưa? Thịt chìm dưới này nè, kêu qua lên coi. Cá với thịt nè. Mời anh Trực Dương khúc anh Dương. Nè, đó. Cái miếng cá ngon ăn cá đâu. Mời anh Trực Dương nguyên khúc luôn nha. Em mời anh chị Trực Dương quất cái bong bóng con cá cha luôn nha. Quất cái bong bóng hả? Vậy mời quất cái cha đưa anh. Anh Bảo ăn giùm đi. Anh ăn giùm luôn đi. Thank you, thank you. Anh Bảo gần hơn. Ăn giùm Trực Dương ha. Mời anh Trực. Em mời anh Trực cái khúc lương đồng. Món cá này dữ luôn. Mời cả nhà vô muốn cả nhà ơi, vô muốn đồng. Mỗi lần Hồng nói anh mắc cười. Đây mời hết trơn cả nhà cái đuôi lương nha. Đó. Cái này ăn mấy quận xịn nè. Lương đồng. Người ta thường thường nói cái câu này cái đuôi á quan trọng lắm á, ăn nóng lắm mà. Nói nhiều thôi nha, đừng nói ai nói nữa nha, anh Tú chuẩn bị nói rồi đó. Mời con lịch, con lịch. Con lịch. Hoài luôn câu chuyện này, hoài luôn, còn hoài luôn trên thế gian rồi luôn á. Mới nói cái đùi cái mỏ anh Tú giật giật kìa. Chuyện qua cuối cùng quên ghé mua cái chân rồi. Dạ, quên. Chân gì? Chân máy quay á. Ồ. Cái lượng con cá cha nè. Không. Lên bảo kìa. Có hả? Tụi em ở đây ăn hoài luôn á. Anh Quốc kìa, anh Quốc kìa, anh Quốc không phái lắm á. Đừng kiếm. Bỏ gì? Bỏ. Anh Quốc khoái cá đồng hơn, cá sặc hơn. Cá vô cá sặc hơn. Mỗi lần mà cái lúc này là các bạn là cái lưỡi lúa nó cứ đớ đớ, mình nói chuyện nó hơi khó á. Các bạn thông cảm cho lúa nha. Nha, mời lúa nha. Thôi nóng quá. Thôi chút xíu ăn coi. Một thúng này bẻ đã quá ha. Non á, mình bẻ bập đã. Một thúng này vô á, anh bẻ mấy bông nha xong. Nha. Thì tự giác làm chủ mà. Vô anh Hoài, mà anh cái đuôi con lương. Vô anh Hoài. Em tắm cái anh nhổ luôn. Rồi, em ăn giùm luôn nha. Em nhổ luôn. Mời này giống chọc tức quá ta. Anh nói phải, chừng nữa tao về đây mà không mời, mày tới số mày với tao. Xin mày bỏ đâu. Bỏ vô chén này nè. Đây, em mời cả nhà luôn nha. Ông bỏ cái giá gì mà. Nữa anh Hợp. Đây có giá rồi. Cá cả nhà ơi. Trời ơi. Mời cả nhà nghe cả nhà. Quá trời quá luôn. Thơm. Có khướm nha. Bỏ bên này nữa. Nãy giờ anh Quốc anh hỏi á. Đem lên bẹo bẹo nước miếng chảy cả xì. Ủa anh Bình nói em hả? Lo lửa cho ai. Thôi ăn đi chọc tức hoài. Bên này cá không? Vô cả nhà ơi. Đây để vô luôn đi ha. Để vô nó nóng á. Bỏ nó luôn. Đây cá nè cả nhà. Dở lên rồi còn cá nữa. Bữa cá còn cái này nhóc chơi nè quê. Không là, ăn vậy là bên đó múc hơi nhiều nãy đó quê. Bên này có đâu, bên này vớt không ra luôn. Bên đây múc nãy múc núm nhiều. Thôi, anh em mình ăn tí xíu nữa rồi mình đi săn đêm nha cả nhà. Nếu mà ngày mai có clip săn đêm là có, còn nếu không có là các bạn biết rồi đó. Đi không được đó. Thôi, chào cả nhà, chúc cả nhà có buổi tối thật nhiều niềm vui nha. Bye bye, bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.